ông Trung Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long bị bắt vì liên quan đến vụ Việt Á. Cựu Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc cũng đã bị bắt. Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn xin thôi việc. Thành phố Hồ Chí Minh, quận 3 xin quy hoạch lại toàn quận. Ukraine nói đang giao tranh, Nga khẳng định đã giải phóng Severodonetsk. Ukraine khẳng định đẩy lùi hạm đội hắc hải của Nga ra xa 100 km quân đội Trung Quốc có quyền sử dụng riêng một phần căn cứ hải quân Campuchia. Số ca nhiễm Covid-19 mới tăng trở lại ở Pháp. Cư dân Thượng Hải bị bao vây bởi hàng rào sắt nói, chúng tôi không phải vật nuôi. Năm ủy viên thường vụ Bộ Chính trị đều ủng hộ ông Lý, quyền lực họ tập đang dạn nứt. Văn San rất vui khi được gặp quý vị trong mục tin nóng sáng ngày 8 tháng 6 trên các nền tảng YouTube, Sếp và Facebook của Dekana TV. Kính chúc quý vị sức khỏe và bình an. Mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết của bản tin hôm nay. Ngày 7 tháng 6, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thành Long để điều tra về những sai phạm liên quan đến vụ công ty Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19. Cơ quan điều tra xác định Ông Trung Ngọc Anh có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc giao, quản lý, sử dụng đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia, nghiên cứu chế tạo kích xét nghiệm COVID-19, gây thất thoát lãng phí tài sản nhà nước. Hành vi của ông Trung Ngọc Anh đã phạm vào tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, quy định tại khoản 3, điều 219 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Cùng ngày, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã nhất trí thông qua nghị quyết bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh. Còn về phần ông Nguyễn Thanh Long, cơ quan điều tra xác định cựu Bộ trưởng đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương kit xét nghiệm COVID-19 gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước. Hành vi của cựu Bộ trưởng bị công an xác định đã phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ Quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Cùng ngày, cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét nhà riêng và nơi làm việc của ông Long. Ngày 7 tháng 6, cựu thứ trưởng Phạm Công Tạc cũng đã bị bắt để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí liên quan đến vụ Việt Á. Trước đó, vào đầu năm 2020, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ từng nhận định Việt Nam đang trong tình trạng thiếu ký test, thậm chí có thời điểm trong kho của Bộ Y tế chỉ còn lại 50 cái. Dù đã có chủ trương đặt mua nhưng không thành công, nên lúc đó các nhà khoa học đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm thu ngay chuyển Bộ Y tế cấp phép khẩn cấp. Về thông tin năng tải, Bộ Ký xét nghiệm của Việt Á được Tổ chức Y tế Thế giới WHO chấp thuận trên cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Phạm Công Tạc nói. Bộ tổng hợp thông tin sau đó đưa lên là có vấn đề, có lỗi và tạo ra cái không hay. Ngày 4 tháng 6, ông Nguyễn Phú Trọng, chủ trì họp Bộ Chính trị, có đưa ra kết luận ông Phạm Công Tạc đã có những vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Như tin đã đưa, tối ngày 6 tháng 6, theo nguồn tin từ Bộ Y tế, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã nộp đơn xin thôi việc. Liên quan đến những sai phạm tại Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021, đầu tháng 11 năm 2021, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn lần đầu bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương khiển trách vì liên quan đến sai phạm tại Cục Quản lý Dược. Gần 2 tháng sau, ông bị Thủ tướng khiển trách về mặt hành chính. Tháng 5 năm 2022, ông Sơn lần thứ hai bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật với mức cảnh cáo liên quan sự việc tại công ty Việt Á. Bộ Y tế hiện có 4 thứ trưởng là bà Nguyễn Thị Liên Hương, các ông Trần Văn Thuấn, Nguyễn Trường Sơn, Đỗ Xuân Tuyền. Chiều ngày 6 tháng 6, ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Y tế đã bị Ban chấp hành Trung ương khai trừ khỏi đảng. Trước đó, nhiều cán bộ của Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc đã bị kỷ luật vì những vi phạm liên quan đến vụ Việt Á và Cục Quản lý Dược. Ủy ban nhân dân quận 3 thành phố Hồ Chí Minh sẽ quy hoạch lại toàn bộ quận nhằm tăng cường thu hút đầu tư phát triển kinh tế, trong đó có ý định lập phố đi bộ Hồ Con Rùa và phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền. Quận cũng sẽ nghiên cứu cây nhiêu lộc để khai thác du lịch với các công trình lịch sử, văn hóa, tôn giáo, hai bên dòng kênh. Một số khu vực biệt thự sẽ được khoanh lại nhằm bảo tồn giá trị kiến trúc. Những khu vực nhất định sẽ được quy hoạch nén với mật độ cao để giải quyết nhu cầu của các nhà đầu tư và thêm những hạng mục, chương trình để phát triển kinh tế cho quận. Tiếp theo là phần tin thế giới. Ukraine nói binh sĩ nước này đang tiếp tục giao tranh ác liệt trên đường phố với lực lượng Nga ở Severodonetsk trong khi Nga tuyên bố đã giải phóng thành phố này. Theo AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 7 tháng 6 cho biết quân đội Nga đang kiểm soát hoàn toàn các khu dân cư ở thành phố Severodonetsk thuộc tỉnh Luhansk tại miền đông Ukraine. Tuy nhiên, theo quân đội Ukraine, các cuộc giao tranh ác liệt nhằm danh quyền kiểm soát thành phố Severodonetsk vẫn đang diễn ra trong ngày 7 tháng 6 với việc Nga sử dụng pháo binh, máy bay và trực thăng trong khu vực. Theo tỉnh trưởng Luhanskii Haidai, hai người bị thương sau khi lực lượng Nga nã pháo vào một trường cao đẳng khai thác mỏ ở Lysychansk. Ngôi trường này nằm trên vùng đất cao chiến lược bên kia sông Sky Donetsk, cách Severodonetsk 20 km về phía tây. Ông Haidai nói Nga đang sử dụng các nhóm phá hoại và do thám ở làng Bihorivka ngay phía tây thành phố Lysychansk và Severodonetsk. Quân đội Ukraine khẳng định đã đẩy lui khoảng 100 km hạm đội Nga ở Hắc Hải, nơi hải quân Nga phong tỏa từ nhiều tuần nay. Trên mạng Telegram hôm thứ Hai ngày 6 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine khẳng định với hành động của chúng tôi nhằm đánh bại lực lượng hải quân của kẻ thù, đội tàu hạm đội Hắc Hải của Nga đã bị đẩy lùi khỏi bờ biển Ukraine ở khoảng cách hơn 100 km. Tuy nhiên, AFP cho biết các thông tin trên hiện chưa được nguồn tin độc lập kiểm chứng. Vẫn theo ký, quân Nga đã mất quyền kiểm soát toàn bộ khu vực phía Tây Bắc Hắc Hải, nhưng lưu ý Moscow đang tìm cách chiếm lại và vẫn tồn tại mối đe dọa tên lửa của Nga phóng đi từ Biển Đen. Bộ Quốc phòng Ukraine còn khẳng định các đội quân Nga đã buộc phải hay triển hệ thống phòng vệ bờ biển ở Crimea và tại vùng miền Trung Kherson mà hiện quân Nga đang chiếm giữ. Moscow cũng đã điều quân tăng viện đến đảo Rắn ngoài khơi hắc hải, hòn đảo họ đã chiếm được ngay từ những ngày đầu xâm lược Ukraine. Trong khi đó, cũng trên Telegram, lãnh đạo phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine Denis Puchilin ngày 7 tháng 6 xác nhận cái chết của viên tướng Nga Roman Kutuzov trên chiến trường. Thông tin trên chính thức được loan báo trong bối cảnh đang diễn ra những trận chiến ác liệt ở vùng Donbass Đặc biệt là tại thành phố Srivorneska. Một căn cứ hải quân của Campuchia đang được xây dựng với sự trợ giúp của Trung Quốc và sẽ có một phần dành riêng cho quân đội Trung Quốc, báo Mỹ Washington Post loan tin ngày 6 tháng 6. Cả hai chính phủ Trung Quốc lẫn Campuchia trước đó đều bác bỏ thông tin rằng Campuchia sẽ cho phép Trung Quốc hiện diện quân sự tại căn cứ hải quân Rim trên vịnh Thái Lan. Báo Anh The Guardian Ngày 7 tháng 6, nhận định rằng sự hiện diện như vậy sẽ đánh dấu sự mở rộng đáng kể khả năng tiếp cận quân sự của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Dẫn lời các quan chức phương Tây và Trung Quốc, Washington Post đưa tin rằng căn cứ này sẽ tiếp nhận quân đội Trung Quốc ở khu vực phía bắc của căn cứ. Một quan chức phương Tây nói với tờ báo Mỹ rằng các kế hoạch mở rộng được chốt lại hồi năm 2020 có điều khoản về việc quân đội Trung Quốc sử dụng độc quyền phần phía bắc của căn cứ tuy rằng sự hiện diện của họ sẽ được che đậy. Người phát ngôn chính phủ Campuchia Fay Si xác nhận rằng hai nước Campuchia và Trung Quốc sẽ động thổ hai dự án liên quan đến cảng tại căn cứ này trong tuần này, nhưng ông bác bỏ tuyên bố cho rằng Trung Quốc sẽ có bất kỳ quyền tiếp cận độc quyền nào ở đó. Ông nói rằng lễ động thổ dự kiến vào ngày 8 tháng 6 liên quan đến việc xây dựng một xưởng sửa chữa tàu và một đường trượt ở ụ tàu, theo Bloomberg. The Guardian dẫn lời ông Sam Rogovin, giám đốc chương trình an ninh quốc tế của Viện Louis, nêu nhận định: Giá trị thực tế của căn cứ này đối với Bắc Kinh là sẽ cho phép Trung Quốc khai triển các tàu chiến và tàu tuần duyên đến xung quanh khu vực một cách dễ dàng hơn và đơn thuần là có nhiều sự hiện diện hơn một chút nơi mà trước đây họ cần phải đi một quãng đường rất xa. Số ca COVID-19 ghi nhận ngày 6 tháng 6 tại Pháp được cho là thấp vì trước đó là ngày chủ nhật nhưng vẫn cao hơn 32,3% so với cùng ngày tuần trước. Tỷ lệ mắc trên 100.000 dân trong tuần qua của Pháp tăng 8,4% so với tuần trước đó. Đây là tình hình khá đáng chú ý do nhiều tuần qua các chỉ số nhiễm dịch đều giảm. Theo nhật báo Le Parisien, đáng chú ý là ghi nhận từ ngày 3 tháng 6, các biến chủng BA4 và BA5 của dòng Omicron đang lây lan nhanh hơn chủng BA2 chiếm đến 20% trong khi vài ngày trước chỉ chiếm tỷ lệ 12%. Các chuyên gia Pháp đang lo ngại lan sóng lây nhiễm thứ bảy, dù hiện nay tỷ lệ nhập viện và tử vong vì COVID-19 vẫn còn thấp, nhưng có dự báo khả năng BA4 và BA5 sẽ chiếm tỷ lệ đa số 85% ca nhiễm mới trong 2 tuần nữa. Sau khi Thượng Hải đóng cửa hơn 70 ngày, các nhà chức trách cho rằng công tác phòng chống dịch đã đạt được kết quả theo từng giai đoạn và công bố dỡ bỏ dần việc đóng cửa. Nhưng thực tế, nhiều khu nhà ở vẫn bị gia tăng phong tỏa và kiểm soát. Thứ bảy tuần trước, ngõ 339 đường Trường Lạc, Thượng Hải đã bị phong tỏa cưỡng chế và người dân được yêu cầu chuyển đến khu vực cách ly. Người dân phàn nàn rằng những người mặc quần áo bảo hộ màu trắng, còn gọi là đại bạch, liên tục đi từng nhà, đập phá cửa một cách thô bạo cho đến tận đêm khuya. Cư dân mạng hét lên với đại bạch chúng tôi không phải là vật nuôi, chúng tôi là người đóng thuế. Cụ thể, người dân Thượng Hải cho biết, vào sớm ngày 4 tháng 6, họ đã tiến hành các hoạt động lập hàng rào bất hợp pháp trong khu vực nhà của họ. Đêm đó, các nhóm không rõ danh tính, mặc đồ cải trang màu trắng, không để lộ mặt và không báo tên. Họ liên tục đập phá cửa từ nhà này sang nhà khác cho đến tận đêm khuya. Không biết vì lý do gì ép buộc, dụ dỗ, thậm chí là lừa dối để chuyển đi một số cư dân một số người tự xưng là thuộc văn phòng đường phố đã đột nhập vào khu nhà một lần nữa vào ngày Chủ nhật yêu cầu chuyển tiếp một số cư dân đi cách ly. Đến ngày 5 tháng 6, một người tự xưng là thuộc văn phòng tiểu khu cùng hàng chục người không rõ danh tính, không có giấy tờ tùy thân, một lần nữa xông vào khu nhà tìm cách chuyển cư dân đi cách ly dưới cái gọi là ngọn cờ chống dịch. Họ đã làm điều đó mà không được phép trái với những quy định của chính quyền trung ương. Người dân cho rằng việc nhà chức trách lập hàng rào và chuyển đi một số người được cho là trong diện phải cách ly đã không phù hợp với chính sách của chính quyền thành phố Thượng Hải cũng như chính sách của chính quyền Trung ương. Người dân cho rằng khu nhà ở của họ là thuộc khu vực có nguy cơ rủi ro thấp và không nên bị đưa vào danh sách các khu vực phong tỏa. Ủy ban Y tế thành phố Thượng Hải thông báo hôm thứ Ba ngày 7 tháng 6 rằng từ 0 giờ đến 24 giờ ngày 6 tháng 6, tại địa phương có 3 trường hợp mới được xác nhận mắc COVID-19 và 7 trường hợp nhiễm dịch không có triệu chứng, được tìm thấy trong khu vực kiểm soát cách ly. Để ngăn chặn các biện pháp phòng chống dịch bệnh quá khắc nghiệt và ảnh hưởng đến kinh tế và lòng người, chính quyền Trung Quốc đã công bố chính sách 9 điều cấm và phản đối cách tiếp cận một chính sách cho tất cả. Về vấn đề này, Li Miang của báo ET đã thẳng thắn nói rằng chính sách 9 điều cấm đã tăng cường sự liên kết của người dân với cuộc đấu đá nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cuộc đấu đá nội bộ sẽ tiếp tục cho đến ngày khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20. Trước thông báo về chính sách 9 điều cấm, hãng truyền thông Interface News đưa tin việc nộp giấy xét nghiệm axit nucleic vẫn là bắt buộc khi đến Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến, nhưng nhiều tỉnh đã tự hủy việc xét nghiệm này. Li Miang chỉ ra rằng sự thay đổi này khiến mọi người liên tưởng đến sự việc ông Tập và ông Lý đang đấu đá nội bộ. Việc đưa ra chính sách chín điều cấm đã tăng cường và xác minh tin đồn. Lim Yang phân tích rằng nội dung của 9 điều cấm và chính sách Zero Covid hoàn toàn trái ngược nhau. Một bên là người giải cứu kinh tế do Lý Các Cường đại diện, một bên là phe phong tỏa do Tập Cận Bình đứng đầu. Chính sách 9 điều cấm tương đối thoải mái cho phép mọi người có quyền tự do hợp lý. Mặt khác, chính sách phong tỏa vốn đã ngăn chặn nghiêm ngặt nhiều cộng đồng và yêu cầu mọi người thực hiện kiểm tra xét nghiệm đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế. Lim Yang cho rằng đã có sự phân hóa rõ ràng về quan điểm rất có thể có những vết nứt đã xuất hiện trong quyền lực của ông Tập Cận Bình. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tổ chức một cuộc họp online quy mô lớn trong tháng 5 để ổn định nền kinh tế với sự tham dự của hơn 100.000 người. Đề xuất tổ chức một cuộc họp của Lý Khắc Cường được các nhà lãnh đạo cấp cao khác ủng hộ và thậm chí ông Tập Cận Bình cũng đồng ý với ý kiến này, theo một nguồn thạo tin cho biết. Cũng theo nguồn tin này, Ngoài ông Tập và ông Lý hiện còn có 5 ủy viên thường vụ bộ chính trị khác là Lật Chiến Thư, Uông Dương, Vương Hữu Ninh, Triệu Lạc Tế và Hàn Chính. Cả 5 người này đều ủng hộ Lý Khắc Cường nên Tập Cận Bình phải chấp nhận. Nhưng Lý Miang cho rằng tình huống này là không bình thường bởi Lật Chiến Thư từng là tay chân sắt đá của Tập Cận Bình, còn Uông Dương cũng được coi là phe thân Tập nên vì thế hiện tại của hai người này cũng đồng nghĩa với việc quyền lực của ông Tập Cận Bình đã bị lung lay tờ Wall Street Journal đưa tin rằng các nhà lãnh đạo hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đạt được sự cân bằng để hỗ trợ sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình và các biện pháp kinh tế của Lý Khắc Cường. Lim thẳng thắn nói rằng tình trạng này giống như một cuộc đấu tranh giữa hai trung tâm quyền lực và nó sẽ tiếp tục tồn tại trước thềm đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20. Thưa quý vị, mục tin nóng sáng ngày 8 tháng 6 của chúng tôi đến đây tạm dừng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo